Ai về du khảo quê ta, cổ truyền văn hóa bảo hà mến yêu, địa linh nhân kiệt cũng nhiều, làng nghề truyền thống sớm chiều khách thăm. Thành phố nghi đòn đi chào chào du khách đến đi đây, phố xá đông vui, về thăm phong cảnh cổ xưa các làng nghề. Về miền quê hương nghi vĩnh nghi bảo hoa phượng hồng thắm tươi Hải Phòng, xuôi theo xuồng với đồng minh cảnh sắc xinh tươi bao hà bao động ý cổ xưa. Những nàng nghề nét rêu phong bài đình, đẹp xinh như một bức thêu vẫy chào bạn muôn phương. Đây một miền quê văn ní hòa có muôn đời, đất ninh thiêng nhân kiệt, ní ninh nang ni mãi sử xanh, diệu kỳ cổ xưa có nghề điêu khắc ní cụ tố phú phượng danh thần tổ sư truyền nghề. Quê làng bảo động mãi điêu dối cổ truyền muôn đời sau người. Nghề tổ công nghệ điêu truyền bảo hà bảo động, làng chuyên làm nghề sơn mài tạc tượng say mê, điêu khắc múa rối vùng quê giữ gìn. Quê nhà đồng minh nghi đã nghi đổi thay nhiều, ấm no vui yên bình. Đêm đêm tiếng nhạc trống vang, múa rối dân gian dạy truyền lớp trẻ tích trèo, dạy dân đi đức con đi người văn hoa cổ truyền đi tinh hoa nghệ thuật bảo điêu đến thế hệ mai sau. Ta về đồng minh nghi thăm mi những xóm nàng, đến nơi có làng mẹ tạc tượng bao động ngàn xưa, sớm chiều vang lên tiếng đục tiếng máy tiếng còi xe đến đường hàng chuyển đi khắp mọi miền. Mẹ dân điêu khắc quê nghi ta, bao lớp người luôn tận tâm
Thank you.